Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, ba trận cờ hai của Lại Lý Huynh vừa diễn ra sáng nay. Ngày 29 tháng 10 năm 2023, mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Triệu Tô cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。
将军。Chơi đến đây, mời đổi xe, hết quân, Triệu Tô, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, Quỳnh Tiên cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục, Quỳnh Tiên buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Ngô Dũng cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, Ngô Dũng buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.